Dạ vâng. Em Hùng xin kính chào quý khách. Chào mừng quý khách đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Nha Trang. Hôm nay em Hùng sẽ review gửi đến cho cả nhà mình một lô đất có tổng diện tích là 100 mét vuông, ngang 5, dài 20, thổ cư 100%, nằm trên con đường bê tông phía sau lưng của em Hùng đây. Và đây là một con đường bê tông liên thôn, hiện trạng rộng 4 mét, xe ô tô mình đi được nha cô chú anh chị. Dạ, khu vực này thì hiện tại là dân cư ở thì cũng chưa có đông lắm, nhưng mà cũng đã có làng xóm của mình. Cách khoảng tầm 100 mét là cũng đã có làng xóm. Và ở phía sau lưng lô đất của mình thì cũng đã có một ngôi nhà mới xây. Và vị trí em Hùng đang đứng chính là thôn Đảnh Thạnh của xã Bình Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Và bây giờ em Hùng xin phép mời cả nhà mình đừng rời mắt màn hình, hãy xem hết video để coi thử em Hùng review lô đất này như thế nào nhé. Em Hùng xin giới thiệu đến cho tất cả các cô chú anh chị, đây là tổng quan khu đất nền. Đây là khu phân lô của xã Bình Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Thì lô đất của mình là nằm ngay vị trí này, ở phía sau lưng là có một ngôi nhà cũng đã xây dựng và ở rồi cô chú anh chị. Ngôi nhà nó cũng đã kéo điện nước máy rồi. Dạ. Và đây là một con đường bê tông liên thôn. Đường này là con đường thông, hiện trạng là rộng 4 mét cho đến 4,2 mét, xe ô tô mình đi được. Ở gần ngay lô đất của mình thì cách một lô thì có một cái trụ điện. Ở đây thì lắp một cái bóng đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời hả cô chú anh chị ha. Dạ. Và theo hướng tây này của em Hùng nè, thì cái nhà mình sẽ di chuyển thẳng ra đường Hương lộ 39. Từ đây là cách Hương lộ 39 là khoảng tầm 1,2 km thôi cô chú anh chị. Dạ, và nếu như từ đây mình đi ra tới đó rồi thì mình sẽ đi chợ cũng như là khu trung tâm hành chính của xã Diên Lộc là chỉ khoảng tầm 300-400 m nữa thôi. Và nếu như mình di chuyển thẳng ra quốc lộ 27C là khoảng tầm 2,5 km, di chuyển về trung tâm thành phố Nha Trang là khoảng tầm 18 cho tới 19 km. Và em Hùng xin chi tiết thêm lô đất của mình. Hiện tại là ngày trước á, đây là con đường đất nên là sau khi mà sẽ làm đường bê tông á thì ranh giới tạm thời là bị thất lạc hết rồi cô chú anh chị ạ. Dạ, và em Hùng dựa vào số tờ số thửa cũng như là sơ đồ phân lô và vị trí ranh móc của lô bên cạnh thì em Hùng đã tìm ra vị trí của lô đất mình, thì em ứng chừng như thế này. Lô đất của mình với chiều ngang 5 m sẽ được xác định là theo cái giống tay của em Hùng đây, ngay cái bụi cỏ này. Và nếu như nhìn thẳng hơn nữa thì nó sẽ thẳng với lại cái cạnh nhà ở phía sau. Từ đây chúng ta sẽ kéo ngang qua bên đây 5 m nha cô chú anh chị. Dạ, sẽ tới ngay vị trí của viên đá này. Và chắc chắn rằng thì khi cả nhà mình nếu như hữu duyên mua lô này thì em sẽ làm việc với chủ và sẽ nhờ địa chính đo vẽ cắm móc lại cho mình rõ ràng, chứ không thể nào mà ướm chừng chừng như thế này được. Nhưng mà vì đang quay gửi đến cho cả nhà nên em cũng muốn có một cái điểm móc nào đó để cho cả nhà mình dễ hình dung. Về phía trong đất của mình thì đất là bằng phẳng luôn nha cô chú anh chị. Hiện tại là khu vực này là cũng chỉ mới có một ngôi nhà xây ở phía sau kia thôi, nên là cỏ cũng khá là nhiều. Dạ, chiều ngang là 5 m, dài 20 m, sẽ được tạm tính chiều dài ra tới ở phía sau này. Dạ đây, chiều dài thì sẽ ra tới khoảng tầm đây, chiều dài lô đất mình sẽ ở phía sau thì để có trụ cô chú anh chị. Dạ đây, chiều dài lô đất mình sẽ tới cái trụ này nha cô chú anh chị đó. Và nếu như ở ranh ở phía sau á thì sẽ được xác định là từ cái trụ này nè, mình kéo ngang qua đây 5 m. Dạ, ở phía sau thì ranh nó vẫn còn à cô chú anh chị ạ. Dạ đây, phía sau thì ranh trụ nó vẫn còn đây. Đây, đây là cái trụ chiều ngang 5 m ở phía sau nè. Đó, từ đây thì chúng ta cứ giống thẳng lên đó, theo cái hướng tây của em Hùng thì nó rơi vào khoảng tầm cái viên đá lúc nãy á. Dạ, hai cả nhà xem, đất thì rất là bằng phẳng luôn nha cô chú anh chị. Trước mặt lô đất của mình là một cánh đồng ruộng đó, nên nó là hiện tại là cũng hơi vắng nhưng mà cũng lại rất là thông thoáng khi cả nhà mình xây nhà ở. Thì trong cái vấn đề mà tiện ích đời sống hàng ngày á, thì chợ thì chúng ta đi chợ khoảng tầm 1,5 km cho tới 1,7 km thôi cô chú anh chị. Dạ, còn các em học sinh đi học á thì trường tiểu học và trường trung học là cách khoảng tầm 2 km. Dạ, nên về vấn đề này thì cả nhà mình sẽ cân nhắc thêm để xem thử là sản phẩm này có phù hợp hay không. Về tổng giá tiền thì em Hùng thấy là cũng khá là rẻ so với cái thời điểm bây giờ. Nếu như mà để mà mua một lô đất xây nhà ở tại huyện Diên Khánh thì lô đất này chủ đang bán chỉ với cái giá là 650 triệu thôi nha cô chú anh chị. Dạ, khu vực đây đây là làng xóm của mình. Đó, phía trước á, thì theo đường này khoảng tầm 100 m là có một cụm dân cư ở phía trước kia theo cái hướng mà đi ra Hương lộ 79 á. Còn trước mặt lô đất của mình là một cánh đồng, nó cực kỳ là thoáng mát luôn. Nhưng mà xen lẫn vào cái thoáng mát đó là một cái buồng trong buổi chiều tối hơn cô chú anh chị ha. Dạ, ở lại em Hùng xin review chân thật để cho cái nhà mình dễ hình dung. Lô đất của mình thì có hướng là đông
đông lệch bắc chút xíu, nhưng mà đa phần là đông cô chú anh chị. Thì cái hướng đông này sẽ rất là phù hợp với tất cả cô chú anh chị nào, những người hợp mệnh đó là đông tứ trạch, trong đó có hướng bắc, hướng đông, đông nam và hướng nam mà cô chú anh chị. Dạ, pháp lý thì sổ hồng đã có thổ cư 100%, cả nhà mình nếu mà mua bán thì có thể công chứng được ngay luôn. Dạ, rồi em Hùng chắc chắn rằng là khi mà mình hữu duyên mua lô này để ở thì em Hùng sẽ làm việc với chủ để mà nhờ địa chính lên đo vẽ cắm mốc lại, bàn giao ranh giới rõ ràng cho mình luôn ha cô chú anh chị ha. Dạ vâng, em xin chân thành cảm ơn quý khách đã dành chút thời gian xem em Hùng review lô đất 100m² nằm ở thôn Đảnh Thạnh của xã Bình Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Với giá bán cho lô đất này là 650 triệu. Giá bán trên, gia chủ sẽ lo toàn bộ thuế phí khi mua bán chuyển nhượng. Và lô đất của mình nằm trên đường bê tông liên thôn, rộng 4m cho đến 4,2m, sổ hồng pháp lý chuẩn chỉnh. Cả nhà mình nếu như quan tâm, xin hãy vui lòng liên hệ với em Hùng qua số điện thoại có trên màn hình. Ngoài ra, số điện thoại của em có sử dụng Zalo. Nếu như cả nhà mình cần thêm thông tin về vị trí cũng như là sổ hồng pháp lý lô đất thì hãy kết bạn Zalo với em và nhắn nội dung, em Hùng sẽ gửi đầy đủ cho qua cho mình để mình tham khảo thêm. Dạ, em Hùng xin mến chúc cho mình nhiều sức khỏe, nhiều thành công và nhiều hạnh phúc. Hãy nhớ nhấn đăng ký kênh của em để có thể cập nhật được những bất động sản tại thị trường tỉnh Khánh Hòa khi em Hùng đăng tải lên kênh YouTube. Ngoài ra, cả nhà xem video thì hãy cho em Hùng xin một like để cho em Hùng có thêm một cái niềm vui cũng như là một cái động lực để cho mà đi review những bất động sản để mà đăng tải lên kênh YouTube như thế này. Dạ, em Hùng xin chân thành cảm ơn và xin kết thúc video ngay tại đây.